Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Nhìn chung về tiền vận của nữ chủ phải trải qua rất nhiều sóng gió, gian nan mới có được hạnh phúc của riêng mình. Và sau khi kết hôn thì cuộc sống tuy còn vất vả nhưng cũng cần được cải thiện. Sự nghiệp bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào giai đoạn trung niên, về sau thì có vận tài lộc. Hãy theo dõi những phân tích tử vi chuyên sâu sau đây để biết cách nắm bắt vận may cùng với đó là thời vận cho mình quý vị nhé. Xin kính mời quý vị. Gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Đại Lâm Mộc, cây ở rừng lớn, xưng con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Kỷ Tỵ thông qua bài thơ sau. Kỷ Tỵ, cung Cấn số này, mạng Mộc, cây lớn mọc ngay giữa rừng, nếu mà sinh đẳng thu đông như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. Xanh nhằm lỗi số hạ thu, số phần cực nhọc nắng mưa phũ phàng, số nàng chết hụt mấy lần, quý nhân độ mạng có phần khỏi lo, tuổi này sáng láng thông minh, thấy thì làm đặng, thiệt tình chẳng sai, tiền vận chưa biết nên hư, hậu vận mới khá có của dư xài, lòng ở, ngay thẳng mới hay, Phật trời hộ độ có ngày làm nên. Tổng quan, cuộc sống của nữ Kỷ Tỵ nhìn chung khá tốt đẹp, lúc trẻ ít nhận được tình cảm của gia đình. Tuy nhiên thì họ cũng có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Trong tình cảm hôn nhân gia đình thuận lợi, cuộc sống không có nhiều điều phải lo lắng. Bước sang tuổi trung niên, hậu vận mới bắt đầu công việc tới, làm ăn ổn định và có xu hướng phát triển. Sau khi sinh con, cuộc sống gia đình được cải thiện, có nhiều niềm vui. Về già Kỷ Tỵ hạnh phúc bên người thân và con cháu, cuộc sống an nhàn, không có gì phải lo lắng. Tổng kết, lúc trẻ phải trải qua nhiều sóng gió gian nan mới có được hạnh phúc của riêng mình. Sau kết hôn, cuộc sống tuy còn vất vả nhưng cũng dần được cải thiện. Sự nghiệp bắt đầu phát triển mạnh dạn vào giai đoạn trung niên, về sau có vận tài lộc. Nữ Kỷ Tỵ hưởng thọ trung bình từ 80 đến 90 tuổi, nếu hành thiện tích đức, sống có tâm thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên, sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch, nữ Kỷ Tỵ có cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề nảy sinh khiến họ khá buồn phiền và lo lắng. Sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 âm lịch, cuộc sống hôn nhân của nữ Kỷ Tỵ hạnh phúc về mặt tình cảm nhưng lại không được may mắn về vấn đề tài chính. Sau khi kết hôn, cuộc sống vất vả, muốn lập nghiệp nhưng lại hay gặp phải cản trở. Kỷ Tỵ nên chú ý hơn trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc nếu muốn đầu tư kinh doanh. Sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì đây là những người rất may mắn trong chuyện hôn nhân, cuộc sống sau kết hôn có rất nhiều những vui vẻ, hạnh phúc. Gia đình công danh, gia đình có nhiều niềm vui, cuộc sống sau kết hôn khá thoải mái và hạnh phúc, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người thân và bạn bè. Về già, Kỷ Tỵ được hưởng nhiều phúc từ con cái, sự nghiệp ban đầu có nhiều khó khăn và cả sự thất bại. Nhưng bằng vào những cố gắng không ngừng nghỉ thì đến tuổi trung niên đã có một vị trí đứng vững vàng và ngày càng phát triển hơn nữa, về già có tiền tài, phúc lộc tới nhiều. Tuổi hợp làm ăn, nếu muốn tìm đối tác làm ăn để cùng hợp tác phát triển thì nữ tuổi Kỷ Tỵ nên lựa chọn những người sau đây để hợp tác thì sẽ gặt hái được nhiều thành công, may mắn. Đó là Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Do hợp mệnh nên những người này sẽ giúp Kỷ Tỵ thành công vượt qua cả mong đợi. Tuy nhiên cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi tai ách do số mệnh tác động. Do đó để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý vị gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây tuổi Kỷ Tỵ nên sử dụng vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Vòng được làm từ một loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long, kết hợp với ba viên mã não. Ba viên đá mã não màu đỏ có các hình linh vật tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn tài lộc, hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ.
lựa chọn vợ chồng. Nên duyên với một trong số các tuổi Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý thì cuộc sống của nữ kỷ Tỵ sẽ rất tốt đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Do hợp mệnh nên sau khi kết hôn, vận may về tiền tài tài lộc đến không ngừng, con đường sự nghiệp cũng có những bước tiến triển mới. Các tuổi trên khi kết hợp với kỷ Tỵ sẽ dễ tạo ra tiền bạc, số giàu sang phú quý. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn thì cuộc sống hôn nhân tuy không có nhiều vận may, giàu sang hay phú quý nhưng lại rất hạnh phúc. Hai vợ chồng tình cảm mặn nồng thắm thiết, chỉ cần hai người cố gắng hơn trong chuyện phát triển sự nghiệp riêng thì cuộc sống tốt đẹp sẽ đến rất dễ dàng. Kết hôn với một trong số các tuổi Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi, cuộc sống sau kết hôn tuy có nhiều vất vả, khó nhọc và cả những buồn phiền, nhưng nếu hai vợ chồng tin tưởng cùng nhau tạo dựng sự nghiệp thì hạnh phúc sẽ tới. Những năm đầu có thể gặp phải những thất bại trong chuyện làm ăn, nhưng những vấn đề đó sẽ qua nhanh. Trong cuộc đời sẽ có những năm xung khắc, đặc biệt không nên tổ chức hôn lễ hay kết hôn vợ chồng, đó là vào 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Tuổi Đại Kỵ, khi kỷ Tỵ lựa chọn các đối tác để làm ăn, tuyệt đối không nên chọn các tuổi sau, đó là Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dậu, Đinh Mão. Do xung khắc về mệnh nên nếu hợp tác với họ thì công việc làm ăn của kỷ Tỵ sẽ vướng phải nhiều vấn đề và không thuận lợi. Cũng không nên kết hôn với một trong số các tuổi đó, nếu không thì cuộc sống sau hôn nhân của nữ kỷ Tỵ sẽ đầy rẫy những khó khăn buồn phiền. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống sẽ có những năm mà nữ kỷ Tỵ gặp nhiều khó khăn, công việc lẫn cuộc sống vất vả hơn. Trong các năm 24, 28, 34 và 37 tuổi là những năm vô cùng khó khăn của nữ kỷ Tỵ. Do vậy mà khi làm bất kỳ một điều gì cũng cần phải chú ý cẩn thận. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ cho vận trình của mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi kỷ Tỵ trước khi đi làm ăn xa hay thực hiện những kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp thì nên lựa chọn ngày giờ xuất hành phù hợp để đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho những dự định trong tương lai. Vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ thì sẽ là khoảng thời gian rất tốt đẹp đối với nữ kỷ Tỵ. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 18 tuổi có số đào hoa, nhân duyên tới, cuộc sống có nhiều tốt đẹp, công danh sự nghiệp cũng có bước phát triển lớn. Năm 19 tuổi có vận may về tài chính. Năm 20 và 21 tuổi, mọi việc đều thuận lợi, không có gì ngăn trở. Năm 22 tuổi, tình cảm phát triển, có thể lập gia đình. Năm 23 tuổi, tạo dựng được những sự nghiệp vững chắc. Năm 24 và 25 tuổi, chú ý tới sức khỏe, đề phòng mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, tốt đẹp về tiền tài, thu nhập tăng cao. Năm 27 tuổi, mệnh không được tốt, đề phòng mắc bệnh, trong năm có xảy ra một số những vướng mắc trong chuyện tình cảm gia đình, làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong nhà. Năm 28 tuổi, công việc không được thuận lợi, đề phòng có kẻ gian hãm hại. Năm 29 tuổi, sự nghiệp phát triển hơn, tình cảm gia đình cũng dần hòa thuận. Năm 30 tuổi, không có vấn đề gì trong cuộc sống, thời gian này nên quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, gia đình có nhiều biến động, tình cảm giữa các thành viên xuất hiện nhiều vấn đề, tranh cãi thường xuyên xảy ra. Năm 32 tuổi, sự nghiệp trì trệ, làm ảnh hưởng tới những khoản thu nhập, vướng vào khó khăn tài chính. Năm 33 tuổi, không nên đi làm ăn xa, cẩn thận khi ra ngoài. Năm 34 tuổi, vận may dần trở lại, các khoản thu dồi dào,
cuối năm cẩn thận làm ăn thua lỗ. Năm 35 tuổi, năm này vất vả, hao tổn tâm trí. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã hội, không nên quá tin tưởng vào người khác. Năm 37 tuổi, nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình và con cái, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình. Năm 38 tuổi, trong năm tài chính có sự tiến triển, vận may bắt đầu trở lại. Năm 39 tuổi có nhiều vướng mắc. Năm 40 tuổi, cẩn thận mọi chuyện, nhất là vấn đề tài chính. Thưa quý vị, như vậy là Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi chọn đời của nữ kỷ tỵ sinh năm 1989. Quý vị gia chủ tuổi này hãy lắng nghe những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát để biết cách nắm bắt các cơ may của mình cũng như là đề phòng những điều không may mắn có thể xảy đến trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Phong Thủy Gia Cát xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị gia chủ luôn bình an, thuận lợi và may mắn.